Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 115. Chương 1141, chính là kẻ nhà quê, 1. Nhìn Thiên Mệnh tướng quân xông đến trước mặt Hồ Ma, những người khác trong Hồ gia đều im lặng. Có người đứng bật dậy, ánh mắt rực cháy, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến. Cũng có người như Hồ Khê, đã nhắm mắt lại, trên mặt lộ vẻ không đành lòng và lo lắng cho tương lai. Không cần phải như vậy. Nếu như ngươi xuất hiện sớm hơn, cùng nhau thương lượng, có chuyện gì không thể giải quyết, sao phải đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng như vậy? Đáng tiếc, đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Chỉ với vùng đất Minh Châu nghèo nàn hẻo lánh này, dù là ai, cũng không thể nào so sánh về sức mạnh với Thiên Mệnh tướng quân kia. Còn nếu có ai muốn dùng thủ đoạn của môn đạo để đối phó với Thiên Mệnh tướng quân lúc này, hắn ta đang khoác trên mình long bào. Lại được 200 năm khí vận của triều đại di tộc bảo vệ, dù là dị thuật lợi hại đến đâu, cũng không thể nào tác động đến hắn ta, ngược lại sẽ phản phệ chính mình. Đại cục đã định. Hồ Khê hồi tưởng lại, cảm thấy vị đường đệ này tuy kiêu ngạo, gan dạ, nhưng thực ra mỗi bước đi của hắn ta đều đã được tính toán kỹ lưỡng, chỉ là lại luôn tự đẩy mình vào đường cùng. Chẳng lẽ, thật sự là vì người nhà họ Mạnh đang theo dõi từ xa, số mệnh đã áp chế hắn ta, khiến hắn ta từng bước tự chui vào lưới. Leng keng, giữa không gian im lặng, quỷ thần quỳ lại, Thiên Mệnh tướng quân đã giết đến trước mặt bốn vị đường quan, chỉ còn cách Hồ Ma một bước chân. Bốn vị đường quan trước mặt đã bị khí thế của hắn ta áp chế, muốn ra tay, nhưng Hồ Ma phía sau lại khẽ cười. Một luồng áp lực vô hình đè lên bọn họ, giống như Hồ Ma đang đưa tay ra, ấn vai bọn họ, ra hiệu không cần hành động. Đối mặt với Thiên Mệnh tướng quân đang lao tới, khí vận trên người hắn ta gần như đè bẹp mọi người, Hồ Ma vẫn ngồi yên trên quan tài sắt, thân hình không hề nhúc nhích, như thể không coi hắn ta ra gì. Hai kim giáp lực sĩ bên cạnh, cùng với đội quân âm binh đứng hai bên quan tài, cũng đều đứng im, không hề động đậy. Thiên Mệnh tướng quân đang cố gắng giơ cao trường mâu, ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hồ Ma, không hiểu sao trong lòng bỗng chấn động, cảm thấy khó tin. Trong mắt hắn, bóng dáng Hồ Ma mơ hồ, bí ẩn, cao cao tại thượng, hắn không nhìn rõ Hồ Ma, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn mình, tràn đầy sự khinh miệt. Nhưng điều này là không thể nào, ngay cả Thiên Mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa cũng không ngờ rằng, những kẻ tự cho mình là cao quý kia, đến lúc này lại dám nhìn mình như vậy. Hắn ta biết bản thân mang thiên mệnh, sinh ra đã dũng mãnh, yêu ma không dám đến gần, càng biết hiện tại. Khi khoác lên mình bộ y phục kia, hắn có thể mượn thiên mệnh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trở thành người cao quý nhất trên đời. Đây là cơ sở để hắn ta giao dịch với những người trong thành, cũng là thủ đoạn cuối cùng để hắn ta chút giận. Hắn ta muốn trừng mắt nhìn xem, những kẻ tự xưng là quý tộc kia, khi nhìn thấy mình ở cự ly gần, sẽ lộ ra vẻ mặt buồn cười nào. Nhưng, tại sao người này lại bình tĩnh như vậy? Tại sao hắn lại dám, vẫn cao cao tại thượng như vậy? Cơn giận trong lòng dâng trào, Thiên Mệnh tướng quân nghiến răng, không cần suy nghĩ nữa. Hắn ta dồn hết sức lực vào hai tay, giơ cao trường mâu lên, hung hăng đập xuống phía trước, uy lực cuồn cuộn, khuấy động một vùng sát khí nặng nề, thu hút ánh mắt của vô số người. Không ngờ, cây trường mâu vừa hạ xuống, bỗng nhiên bị một thanh đại đao đỡ lấy, lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến cây trường mâu bật ngược lên trời. Cái gì? Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người đều kinh hãi, nhao nhao trợn to mắt nhìn. Người đến mặc giáp sắt, cưỡi trên lưng ngựa, khoác áo choàng, tay cầm bảo đao, không ai khác chính là Bảo Lương tướng quân Dương Cung. Ngay khi Thiên Mệnh tướng quân sắp xuyên thủng chiến trường, xông đến chỗ Hồ Ma, Dương Cung đã thúc ngựa chạy tới. Xung quanh có rất nhiều người bị dọa sợ, từ thân binh của y đến quân sư Thiết Chủy Tử đều hoảng hốt, nhao nhao muốn ngăn cản, chỉ kêu lên, ngươi điên rồi sao? Thiên Mệnh tướng quân kia quá lợi hại, tuyệt đối đừng đến gần hắn ta. Nhưng Dương Cung không nghe lời khuyên can, y nghiến răng, không nói ra lý do trong lòng. Ngược lại, y còn cố ý tỏ ra tức giận, quát lớn, tên kia đủ hung hãn, đủ tàn nhẫn, chẳng lẽ ta lại không đủ hung hãn, không đủ tàn nhẫn sao? Sao có thể để hắn ta dương oai trên đất của ta, giết hại huynh đệ của ta?
không ai được cản ta, nếu ta không ra tay, chẳng phải hắn ta sẽ coi ta là Bảo Lương tướng quân là rơm rạ sao. Nói xong, y liền thúc ngựa xông lên, càng lúc càng nhanh, những người xung quanh muốn bảo vệ cũng không theo kịp. Chương 1142, chính là kẻ nhà quê, 2. Y vốn là đệ tử Hồng Hương của Hồng Đăng Nương Nương, biết cách mượn pháp lực, lúc này tâm trạng kích động, khí thế cũng bốc lên ngùn ngụt. Hơn nữa, Hồng Đăng Nương Nương đã thăng cấp thành phủ thần, pháp lực đại tăng, không còn là vị án thần nhỏ bé đáng thương trước kia. Mà đệ tử Hồng Hương của nàng, những người còn được nàng để mắt đến, cũng đều theo đó mà thăng lên, bước lên một tầng lớp mới. Hiện tại, Dương Cung đã trực tiếp đột phá một cảnh giới, trở thành phụ linh nhập phủ. Không những kịp thời ngăn cản Trường Mâu, y còn càng đánh càng hăng, liên tiếp chém ra mấy đao, khiến Thiên Mệnh tướng quân không kịp trở tay, chỉ có thể vội vàng đỡ đòn. Nếu so sánh thực lực, Dương Cung dù đã tăng tiến rất nhiều, nhưng vẫn không bằng Thiên Mệnh tướng quân, nhưng Dương Cung là Bảo Lương tướng quân. Khí thế đang lên cao, lại chưa bị thương, còn Thiên Mệnh tướng quân đã bị trọng thương, lại mang trên mình gánh nặng khí vận. Vì vậy, hai người vừa giao đấu, kết quả đã khiến mọi người bất ngờ, Thiên Mệnh tướng quân lại bị bức lui mấy bước. Quan trọng nhất là, hiện tại Thiên Mệnh tướng quân đang mang theo một luồng khí cơ bí ẩn và hùng hậu, luồng khí cơ này không thuộc về hắn ta, nhưng đã bao phủ lấy hắn ta, có thể áp chế mọi yêu ma quỷ quái người sống không dám chĩa vũ khí vào hắn ta. Người chết nhìn thấy hắn ta chỉ biết quỳ xuống dập đầu, lẽ ra không ai có thể ngăn cản hắn ta, nhưng Dương Cung lại làm được. Sao có thể như vậy? Không thể diễn tả nổi sự kinh hãi và ngạc nhiên của mọi người khi chứng kiến cảnh tượng này. Trên chiến trường, có vô số người tài giỏi, bản lĩnh càng cao, càng kinh ngạc, Bảo Lương tướng quân kia chẳng lẽ cũng có lai lịch phi phàm? Không thể nào, sao có thể ngăn cản được người kia? Nhưng giữa khung cảnh khiến vô số người kinh ngạc này, chỉ có Hồ Ma là bình tĩnh nhìn, không hề bất ngờ, chính vì Bảo Lương tướng quân này không có bất kỳ lai lịch gì, nên mới có thể ngăn cản hắn ta. Hắn thậm chí còn thấy buồn cười, thú vị đến cực điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời của Minh Châu Thành, các ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chắc hẳn không ngờ tới chuyện này nhỉ. Dưới gầm trời này, bất kể ai ra tay giết kẻ mang mệnh đế vương, đều là danh bất chính, ngôn bát thuận, đều sẽ theo ý muốn của các ngươi. Nhưng chỉ có Dương Cung là ngoại lệ, vì y không có bất kỳ lai lịch gì, chỉ là một kẻ thô kệch, từ tầng lớp thấp nhất, dãy dụ cầu sóng. Trải qua biết bao khó khăn, suýt chút nữa không thể sống sót, hoàng đế đối với y chẳng khác nào kẻ có tội. Y không những có thể giết Thiên Mệnh tướng quân kia mà ngay cả hoàng đế thật sự đến đây, y cũng dám giết. Hơn nữa, y giết người một cách quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Giữa tiếng cười, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, bóng dáng đang ngồi trên quan tài sắt bỗng nhiên đứng dậy, sau đó ném chiếc hộp đá sang một bên. Trong tay cũng đã nắm lấy một thanh thiết giản mang theo hung uy, sát khí vô tận ở trong màn đêm. Hắn đột nhiên nhảy lên, nhảy ra trước mặt bốn vị đường quan, rơi mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Như động đất, mọi người đều đứng không vững, ngay cả Minh Châu Thành dường như cũng rung chuyển theo. Tiếp đó, hắn dùng cây trấn túy kích kim giản trong tay chọc mạnh xuống đất, nghe thấy phía sau xoảng một tiếng. Những sợi xích trên quan tài sắt đột nhiên đứt đoạn, rơi xuống. Quan tài nặng nề rơi xuống đất, trong khoảnh khắc tiếp đất, nắp quan tài bật tung. Soảng, vô số âm phong cuồn cuộn tuôn ra. Bên trong quan tài, một bóng dáng tỏa ra sát khí vô tận, chỉ cần nhìn một cái, hồn phách cũng bị hút vào, đứng thẳng dậy từ bên trong. Hai tay duỗi thẳng, trên người mặc giáp màu đỏ sẫm, nhảy ra khỏi quan tài, trông giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra, không bị ràng buộc bởi luật lệ của người sống, trực tiếp nhảy lên không trung. Sau đó, rơi mạnh xuống, rắc rắc, lúc nó tiếp đất, mặt đất nứt toác như mạng nhện, theo sau đó là hàng trăm âm binh đồng loạt xông vào chiến trường, gió lạnh thấu xương thổi quét qua, khiến mọi người trên chiến trường đều im bặt. Lúc này, ngạ quỷ quân tuy đã suy yếu, nhưng vẫn còn hàng nghìn người đang liều mạng chống cự. Chính vì ngạ quỷ quân khác biệt, nên mới có thể chống đỡ đến lúc này, nếu là quân đội bình thường, chết một nửa đã tan rã từ lâu rồi. Nhưng dù bọn chúng có hung hãn chống trả Bảo Lương quân đến đâu, thì trong khoảnh khắc âm thi từ trên trời rơi xuống, cũng đều ngã quỵ, ánh mắt vô hồn, trên người như có những bóng đen thoát ra, bị kéo về phía trung tâm chiến trường. Kìa! Thiên Mệnh tướng quân đang giao chiến với Dương Cung, bỗng nhiên thấy biến cố xảy ra,
nhất thời không kịp đề phòng, bị Dương Cung chém trúng một đao. Đao này tuy không gây ra vết thương quá nặng, nhưng bộ y phục làm bằng da người trên người hắn ta lại bị xé rách. Hắn ta đau đớn kêu lên, loạng choạng lùi lại, cảm thấy như có thứ gì đó đang nhanh chóng sụp đổ trên người mình, đó là thứ không thuộc về hắn ta, bị người khác cưỡng ép đặt lên người hắn ta. Mạnh mẽ, bí ẩn, ở nhiều nơi, thứ này đều là vô địch, nhưng không ngờ, nó lại mong manh như vậy, chỉ bị tên nhà quê kia chém một đao đã bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng trong mắt hắn ta dường như mờ đi. Ngược lại, Bảo Lương tướng quân, tên nhà quê kia, sau khi chém một đao, lại tiếp tục lao tới, áo choàng bay phấp phới. Cuồng phong ập đến, cuốn lấy người hắn ta, như thể có thứ gì đó đã được định sẵn, giờ phút này đang dần thành hình. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1143, ngươi nhận nhầm người rồi, 1. Ngay cả thiên mệnh cũng không áp chế nổi sao. Trong Minh Châu Thành, theo sau khi âm tướng quân đáp xuống, dẫn theo 3.500 âm binh, áp chế toàn bộ chiến trường, pháp đàn được dựng lên lấy Minh Châu Thành làm trụ cũng bắt đầu lung lay. Ba cây nhang trên bàn thờ nhanh chóng cháy thành hình thù kỳ dị, còn ngọn đèn dầu bên cạnh người chủ trì bỗng chốc bị một luồng khí lạnh bao trùm, dần tối đi, chỉ còn lại một chấm nhỏ như hạt đậu. Mà trên lầu phía sau bàn thờ, pho tượng đất Quan Châu phủ quân thờ trong miếu thờ bỗng nhiên lùi lại phía sau. Đây là do thứ bên ngoài quá nặng nề, trực tiếp đẩy lui toàn bộ pháp lực mà Quan Châu phủ quân giáng xuống. Trong nháy mắt, cho dù là hai vị tộc thúc canh giữ tượng đất Quan Châu phủ quân trên lầu hay là người thủ đàn bên dưới, sắc mặt đều cùng đại biến, bỗng nhiên đứng bật dậy, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi và bất ngờ, sao có thể như vậy? Tên quê mùa đó sao có bản lĩnh này? Thứ áp chế chiến trường bên ngoài là âm tướng quân. Làm sao âm tướng quân lại rơi vào tay hắn? Chẳng lẽ từ sớm hắn đã nhúng tay vào chuyện cướp đoạt thiên mệnh? Cũng trong Minh Châu Thành, khi mọi người trước bàn thờ đều đang kinh hãi, Hồ Ma sau khi thả âm tướng quân ra đã xoay người lại, lúc này Dương Cung mới chém trúng thiên mệnh tướng quân một đao. Mặc dù cảm thấy có gì đó thay đổi, nhưng nhất thời cũng không rảnh để ý đến, đang định vung đao chém thêm một nhát kết liễu hắn ta, liền nghe Hồ Ma cười nói, Bảo Lương tướng quân, xin hãy nể mặt ta một chút, tạm thời tha cho hắn. Lời nói đầy khách khí, hơn nữa Dương Cung cũng đoán được chuyện gì, chớp chớp mắt, không chém xuống nữa. Chỉ là trong lòng vẫn không yên tâm, vẫn giơ cao thanh đao trong tay. Mà Hồ Ma thì chậm rãi đi qua bên cạnh y, tiến về phía thiên mệnh tướng quân, sau đó chậm chậm khom người hành lễ. Người! Thiên mệnh tướng quân vẻ mặt khó hiểu nhìn Hồ Ma, đang là lúc phẫn nộ, không cam lòng, khó tin các loại cảm xúc đan xen, bỗng nhiên thấy Hồ Ma hành lễ với mình, run giọng nói. Lúc ta mê muội vì thiên mệnh, ngươi cao cao tại thượng, không thèm liếc mắt nhìn ta. Hiện tại thiên mệnh của ta đã bị phá, ngươi lại đến bái ta, là muốn cười nhạo ta sao? Không, Hồ Ma khẽ hành lễ, rồi đứng thẳng dậy, nghiêm nghị nhìn hắn ta. Lúc này, toàn bộ chiến trường đều bị áp chế, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, có người không chịu nổi áp lực này, đầu óc trống rỗng, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy gì. Cũng có người chỉ là bị uy thế của luồng hung phong này trấn áp, không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng vẫn luôn chú ý đến vị quý nhân thần bí bước ra từ trong đám âm binh kia. Chỉ thấy hắn hành lễ với thiên mệnh tướng quân, sau đó đứng dậy, nghiêm nghị mở miệng, lễ bái này của ta, không phải bái thiên mệnh, mà là bái ngươi. Bái ngươi trọng tình trọng nghĩa, dẫn theo thuộc hạ liều mạng cầu sống, mặc dù ta khinh thường những việc làm của ngươi. Nhưng chỉ bằng việc ngươi không bỏ rơi những ngạ quỷ kia, nguyện cùng bọn họ sống chết có nhau, đã đáng để ta bái một lạy. Tất nhiên, nói đến đây, hắn mới chậm rãi đứng thẳng người, nói, lễ bái này cũng không đại diện cho việc ngươi không đáng chết, khinh thường. Thiên mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa rõ ràng bị lời nói của Hồ Ma chọc giận, hắn ta hiện tại thiên mệnh bị phá, khí thế toàn thân bị Dương Cung áp chế. Mà vị quý nhân trong truyền thuyết này, uy phong, khí phách cũng không hơn hắn ta bao nhiêu, nhưng lại giống như nắm giữ sinh mạng của hắn ta vậy. Thế mà hắn ta lại hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại cười lạnh, ngươi có tư cách gì mà cao cao tại thượng, nói những lời này với chúng ta. Huynh đệ chúng ta cũng chỉ là muốn sống mà thôi, chúng ta làm những việc này cũng chỉ là muốn sống sót, có gì sai? Chẳng lẽ người Minh Châu các ngươi được ăn sung mặc sướng,
còn bách tính Quan Châu chúng ta phải chết đói. Các ngươi có lương thực ăn, liền tự cho mình là người, chúng ta không có lương thực ăn, chúng ta chính là ngạ quỷ trong mắt các ngươi sao? Nếu muốn tranh luận, thật ra có rất nhiều điều có thể tranh luận, vị thần bí trước mặt nói hành vi của người nhà hắn ta khinh thường. Những lời như vậy, Trung Bản Nghĩa không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, căn bản không cần đối phương mở miệng, trong lòng đã hiểu rõ. Bọn họ sẽ chỉ nói, không nên ăn thịt người, sẽ chỉ nói, không, nên để trẻ con chết đói, sẽ chỉ nói, nên nhường nhịn phụ nữ và trẻ em, gánh vác đạo đức, sẽ chỉ nói, bản thân đầy tội nghiệt. Những lời tương tự, trên đường đi Trung Bản Nghĩa đã cãi nhau với người khác rất nhiều lần, thậm chí là lười phản bác. Hiện tại vị quý nhân thần bí này mới chỉ khẽ mở miệng, hắn ta đã đoán được đối phương sẽ nói những điều này, trong lòng tràn đầy bực bội. Nói cái con khi, người đứng và người ngồi, vĩnh viễn không có đạo lý gì để nói. Rồi ngay trong lúc phẫn uất và bực bội tột độ, hắn ta bỗng nhiên nghe thấy Hồ Ma mở miệng, không, các ngươi không sai. Thiên Mệnh tướng quân ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp, ngay cả Dương Cung đứng bên cạnh cũng sững sờ. Sau đó, liền nghe thấy Hồ Ma thản nhiên nói, chỉ là, các ngươi đã tìm nhầm đối thủ. Chương 1144, ngươi nhận nhầm người rồi, 2. Nếu như Hồ Ma, hay nói cách khác, vị quý nhân thần bí trong mắt Thiên Mệnh tướng quân lúc này, nói bất cứ điều gì khác, hắn đều sẽ phun hết oán hận trong lòng ra, nhưng khi nghe thấy câu nói nghiêm túc này của Hồ Ma, hắn ta lại im lặng. Vô số lời nói đến bên miệng, lại như suối nguồn chảy ngược, trong lòng xuất hiện một cái hố, nuốt chửng tất cả. Mà trong lúc vạn người im lặng, không khí ngột ngạt, Hồ Ma chậm rãi chắp tay ra sau lưng, thản nhiên nói, kẻ khiến các ngươi không có cơm ăn, ở ngay trên đầu các ngươi, kẻ khiến các ngươi phải đến đây liều mạng, ở ngay trong Minh Châu thành này. Các ngươi không có cơm ăn, phải nấu con luộc cháo, mang đây tội lỗi, các ngươi không còn đường lui, chỉ còn lại bộ xương khô. Nhưng các ngươi lại chỉ dám cướp lương thực của bách tính vùng quê Minh Châu này. Khi hắn nói chuyện, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp, ánh mắt nhìn Thiên Mệnh tướng quân cũng trở nên nặng nề, thậm chí là phẫn nộ, nếu như mấy ngày nay, ngươi dám ra tay với người trong thành, dám oán trách bọn họ bất công, dám cướp lương thực của bọn họ, có lẽ ta còn có chút bội phục ngươi, nhưng ngươi không, thứ ngươi nhìn thấy, chỉ có chút lương thực ít ỏi trong tay những kẻ nghèo khổ. Cho nên ngươi không được, ngươi có lỗi với bách tính Quan Châu, cũng có lỗi với những huynh đệ theo ngươi đi tìm lương thực này. Ngươi thậm chí không có tư cách để hận chúng ta. Hắn nói từng câu từng chữ, âm thanh càng lúc càng nặng nề, nói đến đây, hơi dừng lại một chút, rồi hạ giọng, thiên mệnh của ngươi. Liếc nhìn Dương Cung, rồi chậm rãi nói, kém xa hắn. À, Thiên Mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt. Vị quý nhân thần bí trước mắt là người mà hắn ta hận nhất, bởi vì từ khi đến Minh Châu, hắn ta biết rõ trách nhiệm của mình là ép người này lộ diện. Dường như cũng chính bởi vì vị quý nhân này luôn che giấu tung tích, mới khiến hắn ta từng bước đi đến đường cùng. Sau đó cũng là bởi vì vị quý nhân này vừa mới lộ diện, dựng đàn ở Minh Châu, thắp sáng hồng đăng phủ quân, dẫn dụ tinh quái và dị nhân tứ phương, mới khiến hắn ta thua thảm như vậy. Có cả vạn lý do để hận vị quý nhân này. Nhưng sau khi nghe những lời này của hắn, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến lúc trước nhìn thấy trong nồi của thuộc hạ chỉ có vài hạt gạo. Trong lòng chua xót, nghĩ đến những người kia miệng thì trách mắng hắn ta, nhưng đến lúc nguy cấp lại không cho hắn ta một bữa cơm no. Hắn ta không thể phản bác, lời mắng chửi nghẹn ở cổ họng, những lời này quá rõ ràng, quá nặng nề, đè nén hắn ta. Không chỉ có hắn ta, Dương Cung đứng bên cạnh, nghe những lời này của Hồ Ma, đáy lòng đã vô cùng chấn động. Y nhớ lại ở trang viên Thanh Thạch Trấn, y cũng từng nghe qua những lời tương tự. Đây là nội dung trong thiên thư. Trên khắp chiến trường, không biết có bao nhiêu người nghe rõ những lời này, lại như có tiếng sấm rền vang vọng trong đầu mỗi người. Đạo lý, có loại đánh vỡ đầu cũng không nhét vào được, cũng có loại chỉ cần nói ra, liền trực tiếp chui vào đầu người khác. Hồ! Mà nói đến đây, Hồ Ma dừng lại một chút, rồi thở dài nhìn Thiên Mệnh tướng quân, 3 vạn ngạ quỷ, 10 vạn nạn dân, 100 vạn oan hồn, đều là những người vô tội, lại bị gán cho đầy mình tội lỗi. Các ngươi muốn sống không những không sai, mà còn đáng kính, nhưng sai lầm duy nhất của bọn họ là đã tin tưởng nhầm ngươi. Các ngươi lấy 2 chữ chân lý làm danh nghĩa, còn viết lên cờ xí, nhưng lại không phân biệt được đúng sai. Hiện tại đường sống của Quan Châu đã đứt,
tội nghiệt khó xóa, nếu để bọn họ tiếp tục đi theo ngươi, chết trận xa trường, lại bị giam cầm đời đời, đó là điều ngươi mong muốn sao? Hay là, có một cách chuộc tội khác, đó chính là hóa thành âm binh, đi tìm kẻ thù thực sự của các ngươi. Người vô tội có thể sống, các ngươi đã không còn là người vô tội. Nhưng ta có thể cho các ngươi cơ hội trút giận sau khi chết, cơ hội chuộc lỗi. Nói xong, hắn vung tay áo, quát, hận ta hay là hận bọn họ, tự ngươi hiểu rõ, không cần ta phải nói, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, không để ý đến hắn ta nữa, bỗng nhiên xoay người, sải bước đi về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Minh Châu Thành, quát lớn, các ngươi, thật là giỏi tính toán. Tiếng quát của hắn tràn đầy phẫn nộ, Trấn Túy Kích Kim Giản bên cạnh cũng theo đó run lên. Trong Minh Châu Thành, làn khói nhang dày đặc bỗng chốc bị khuấy động, cuồn cuộn như sóng chiều. Ngươi! Đối mặt với sát ý lạnh lùng của hắn, một giọng nói run rẩy vang lên từ phía pháp đàn, đã lộ diện rồi. Có thể mời ngươi vào thành nói chuyện được không? Vào thành. Nghe thấy lời bọn họ nói, Hồ Ma khẽ dừng bước, lạnh lùng nói, đến nước này rồi, còn gì để nói nữa? Xử tội trước, xong rồi mới ôn chuyện cũ. Vừa dứt lời, hắn đã nâng Trần Túy Kích Kim Giản lên, hai tay nắm chặt, chậm rãi giơ lên cao. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, Trần Túy Kích Kim Giản trong tay hắn, chín đoạn trên thân xoay chuyển, va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, cổ xưa, âm khí ngập trời. Lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Hai gã kim giáp lực sĩ khiêng quan tài sắt phía sau, khi nghe thấy âm thanh này, đồng thời quỳ một gối xuống đất. Ngay sau đó, tất cả binh lính trong quân trận đều không thể mở mắt, chỉ cảm thấy sát khí ngập trời. Lờ mờ, một tòa đại điện nguy nga, mơ hồ xuất hiện trên không trung quân trận, uy nghiêm, không ai dám nhìn thẳng. Cánh cửa đen kịt, kẽo kẹt mở ra, vô số quỷ thần trong âm phủ đồng thanh hô lớn, mời trấn tà phủ. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1145, Trấn Túy Phủ mở, 1. Mái nhà cao vút, cột đá đen bóng, trống lớn dựng giữa sân, bốn góc đặt bốn chậu lửa. Giữa sảnh đường là án thư cao, bên trái chất đầy sổ sách phủ bụi, bên phải là ống đựng thẻ lệnh. Trước sảnh là hai hàng lính canh mặc giáp vàng, bên trái là một dãy đao phủ đen ngòm, bên phải là giá treo đầy những dụng cụ tra tấn rùng rợn, nặng nề. Từng cơn âm phong cuốn tới, bóng hình Hồ Ma vốn đã bí ẩn khó lường trong mắt mọi người lại càng trở nên mờ ảo, như thể sắp tan biến. Ngay sau đó, mọi người nhìn lại, chỉ thấy bóng hình hắn đã xuất hiện trong sảnh đường nguy nga. Hắn cầm giản, bước lên phía sau hương án, chậm rãi ngồi xuống. Cũng cùng tại thời khắc này, trống lớn trong phủ bị kim giáp lực sĩ gõ vang, sát khí nháy mắt tuôn ra. Âm phong hung mãnh cuồng bạo gào thét ập đến, thổi lên tấm biển treo trước sảnh đường. Như thể một lớp bụi dày bị gió thổi bay, dần dần lộ ra dòng chữ trên tấm biển. Chữ viết hiện ra rõ ràng, mang theo cảm giác nặng nề như khắc sâu vào tận xương tủy, giống như ai đó đang nhìn thấy, lại như chỉ là khơi gợi lại một ký ức. Trấn Túy Phủ xuất hiện rồi. Ngay từ lúc tứ đại đường quan hiện thân, cùng với vị quý nhân bí ẩn được kim giáp lực sĩ khiêng quan tài từ hướng Lão Âm Sơn đến, rồi bí ẩn xuất hiện giữa trận địa, tất cả đã khiến không biết bao nhiêu người phải kinh hãi. Mà giờ đây, khi hư ảnh cao đường đại điện kia hiện ra trên chiến trường, vô số âm hồn tinh quái nơi đây đều cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn ập đến. Trong phút chốc, chúng cảm thấy thần hồn rung động, đầu gối như nhũn ra, mơ mơ màng màng muốn quỳ xuống. Đây không phải là do ai trong Trấn Túy Phủ ép chúng quỳ lại, mà là do uy nghiêm từ nơi đó quá nặng nề, hình phạt chi khí toát ra khiến chúng kinh sợ. Kẻ nào từng làm việc trái với lương tâm, trong lòng đều run sợ, đầu óc như muốn lìa khỏi cổ, còn những kẻ chưa từng làm chuyện xấu thì rất hiếm. Vì vậy, đầu gối của chúng không nghe lời, cứ muốn quỳ xuống. Thế nhưng, ngay khi chúng thật sự nghe theo bản tâm, ào ào quỳ rạp xuống đất, từ trong Trấn Túy Phủ hư hư thực thực kia bỗng vang lên một tiếng quát lạnh, đột ngột ập vào lòng tất cả mọi người, không cho phép quỳ. Thanh âm kia từ trong Trấn Túy Phủ truyền ra, dù chỉ là lời nói bình thường nhưng lại mang theo uy nghiêm không cho phép cãi lời, kẻ vô tội, không quỳ không phạt, kẻ có tội, quỳ cũng không tha. Thanh âm này vang vọng khắp nơi, ngay lập tức ập vào trong lòng vô số binh mã dị nhân trên chiến trường, khiến cho những đầu gối đã khuỵu xuống của chúng bắt giác thẳng dậy.
chúng còn chưa kịp hiểu tại sao nhìn thấy Trấn Túy Phủ đã lâu không xuất hiện, chỉ muốn dập đầu làm quen mà lại không cho quỳ, thì cơ thể đã theo bản năng nghe lời không dám quỳ xuống. Giữa vô số người, cũng có không ít môn đồ của Bất Thực Ngưu, nghe thấy mấy chữ này, trong lòng lập tức chấn động, chẳng lẽ vị thiếu gia nhà họ Hồ này thật sự là người trong môn phái chúng ta? Trong lúc bọn họ còn đang chấn động không thôi, nhất thời không biết nên biểu hiện thế nào, thì thấy hư ảnh mơ hồ của Trấn Túy Phủ kia tiến thẳng vào phủ, ngồi xuống sau hương án, chỉ nói vỏn vẹn hai câu. Một câu là không cho phép quỳ, câu thứ hai là rút ra một thẻ lệnh từ trong ống đựng thẻ trên án, không thèm nhìn mà trực tiếp ném xuống sảnh. Tất cả chỉ là hư ảnh mơ hồ, ảo ảnh, dù cho hư ảnh này có thể áp chế hàng vạn binh mã, khiến tất cả không dám ngẩng đầu. Nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh, thế nhưng thẻ lệnh ném xuống sảnh đường lại khiến người ta nghe rõ ràng tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trong số bốn vị đại đường quan đứng phía sau trận địa, Trương A Cô đang vô cùng kích động và kính sợ nhìn hư ảnh Trấn Túy Phủ. So với sự chấn động của những người khác lúc này, bởi vì nàng đã từng chứng kiến một lần nên sự kích động trong lòng đã lấn át sự chấn động. Lan Trấn Túy Phủ xuất thế trước, ngũ sát thần đã hành hạ nàng ta bấy lâu nay đã phải nhận báo ứng, tượng thần bị chém đứt. Nhưng Trương A Cô chưa bao giờ cảm thấy đó là một vinh dự. Trấn Túy Phủ biến mất 20 năm, chỉ vì nàng mà mở cửa, theo nàng thấy đó không phải là chuyện tốt. Nàng chỉ mong Trấn Túy Phủ có thể mở cửa, không chỉ vì nàng mà là vì bách tính, vì những người oan ức trên thế gian này. Chính vì trong lòng có mong mỏi này, trước kia chỉ là thường dân, quen với cuộc sống giản dị, nên khi nhận được thẻ bài rơi ra từ Trấn Túy Phủ, nàng đã lập tức cung phụng nó trên hương án nhà mình. Nàng không phải không nhận ra sát khí trên thẻ bài này cực kỳ nặng nề, đến nỗi gà nhà nàng nuôi cũng vì thế mà không chịu đẻ trứng. Nhưng nàng biết Trấn Túy Phủ mở cửa thì cần có người làm việc, nguyện ý gánh vác việc này. Lúc này cũng vậy, nhìn thấy Trấn Túy Phủ thật sự mở cửa trước mặt mọi người, nhìn thấy vị trưởng quỹ. Vị quý nhân kia thật sự bước vào Trấn Túy Phủ, ngồi xuống sau án thư, ngoài sự chấn động, nàng còn có thêm niềm vui sướng khi mong ước thành hiện thực. Chương 1146, Trấn Túy Phủ mở, 2. Vào lúc này, Hồ Ma ném thẻ bài xuống, cùng lúc đó, thẻ bài trong tay nàng cũng rung lên. Từ nơi sâu xa, như có quỷ thần ghé sát, tai nàng trầm giọng nói cho nàng biết nên nói gì, làm gì, gánh vác trách nhiệm gì. Thế là nàng cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lòng, chậm rãi bước ra. Cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nàng cũng cố gắng dùng tiếng phổ thông thay cho giọng địa phương của mình. Quan Châu phủ quân, không có lệnh mà tự ý xâm phạm địa phận, trước hết hãy đến Trấn Túy Phủ chịu tội. Dù sao đối với nàng mà nói, câu nói khách sáo này có chút miễn cưỡng, cho nên thanh âm không lớn. Nhưng dưới uy nghiêm của Trấn Túy Phủ, sát khí tuôn ra, câu nói này lại mang theo uy lực không cho phép nghi ngờ. Không biết bao nhiêu người trên chiến trường này nghe thấy câu nói này đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trấn Túy Phủ vừa mở cửa, việc đầu tiên là bắt giữ Quan Châu phủ quân. Bây giờ, vị Quan Châu phủ quân kia vẫn chưa thua. Ông ta được mời đến Minh Châu, mang theo thần uy, chỉ là trước tiên bị tu quỷ nhân ở Minh Châu khởi đàn, áp chế pháp lực. Lại bị vị âm tướng quân bí ẩn hung hãn kia trấn áp, không thể sử dụng pháp lực mà thôi. Nhưng đàn tế trong Minh Châu vẫn còn, mà vị Quan Châu phủ quân kia cũng vẫn bình an vô sự ở đó. Đây không phải là loại hồn ma dã quỷ gì, sao có thể nói bắt là bắt được. Cho dù là đổi chữ bắt thành chữ mời, thì có vẻ như cũng sẽ dễ nghe hơn một chút. Nhưng căn bản không cho người ta thời gian suy nghĩ nhiều, theo sau động tác ném thẻ bài của Hồ Ma, trong Trấn Túy Phủ liền nổi lên cuồng phong gào thét. Hai hàng kim giáp lực sĩ im lặng đứng trong phủ, hai người phía trước nhất, trên thân bỗng nhiên lóe lên tia sáng vàng. Sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên, hai người bước ra khỏi phủ, vai kề vai, trực tiếp xuyên qua chiến trường ngột ngạt, thẳng hướng Minh Châu Thành. Ầm một tiếng, cổng thành Minh Châu quay mặt về hướng nam bị phá tung. Trấn Túy Phủ bắt người, luôn luôn đi cửa chính. Dù là hai vị kim giáp lực sĩ này có vẻ như có thể dễ dàng bước qua tường thành. Nhưng như vậy là không được, danh bất chính, ngôn bất thuận, nhất định phải đi vào từ cửa chính. Ủ! Ngay khi hai vị kim giáp lực sĩ vào thành, hương hỏa trong thành bỗng nhiên tiêu tán, cảm giác ngột ngạt âm u bao phủ người dân Minh Châu mấy ngày nay cũng biến mất trong tích tắc. Sáu trấn vật đặt ở khắp nơi trong Minh Châu thành vào lúc này đồng loạt vỡ vụn, nứt toác, bất lực rơi xuống đất, ngay cả biển hiệu nha môn Minh Châu cũng rơi xuống đất.
Tiếp theo là bàn thờ cúng tam sinh lục xúc ở trung tâm thành bị cuồng phong thổi đổ. Lá bùa dán bên cạnh đều biến thành từng mảnh vải vụn. Còn tam thúc của nhà họ Hồ đang đứng canh giữ đàn tế, hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên. Nhưng còn chưa kịp đáp đất đã bị một lực lượng cực lớn đè xuống, ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn vào thấy cả hai con ngươi đã tan rã, miệng chỉ lẩm bẩm vô thức, không thể. Ngươi không thể, nhưng lại chẳng có ai để ý đến ông. Ta, khoảnh khắc này, tất cả người dân Minh Châu, dù đang ngủ hay đang thức, đều nghe thấy tiếng bước chân như sấm rền vang lên. Trong mơ màng, như thể nhìn thấy hai tôn kim giáp lực sĩ cao tới ba trượng, sánh vai nhau đi tới tòa nhà cao nhất trong thành. Vươn tay ra, dẫm lên cuồng phong ngập tràn sát khí, đưa bàn tay khổng lồ màu vàng về phía thứ gì đó trong tòa nhà. Nơi đó chính là nơi đặt tượng đất của Quan Châu phủ quân. Sao ngươi dám làm như thế? Đối mặt với cuồng phong sát khí cuồn cuộn thổi đến từ ngoài thành, trên tòa nhà cao, hai vị tộc thúc còn lại của nhà họ Hồ lại không nhìn thấy hình dáng của kim giáp lực sĩ. Không phải do tu vi của bọn họ thấp, mà ngược lại, chính vì bọn họ quá hiểu rõ Trấn Túy phủ, biết bản thân không thể nhìn thấy kim giáp lực sĩ. Nếu nhìn thấy, ngược lại chứng minh hồn phách của bọn họ đã bị trấn áp, không dám phản kháng. Vì vậy, trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy một cơn cuồng phong thổi qua, thổi tung cổng thành, thổi đến tận đây. Thậm chí trong gió còn có thể nghe thấy tiếng xiềng xích, gông xiềng va chạm. Trong lòng vừa run rẩy vừa cắn răng nhảy dựng lên, một người đột nhiên giật lấy tấm vải đỏ, che kín tượng đất Quan Châu phủ quân. Người còn lại thì chắn trước, hai tay giơ cao, bưng lấy một phong thư có đóng ấn của hoàng đế. Cao giọng lớn thét lên, đây là thần do tiên đế ngự phong, hưởng thiên hạ hương hỏa khí vận, ai dám bắt hắn. Bây giờ bọn hắn nghiến răng, chính là muốn chống lại chuyện này. Quan Châu phủ quân, khác với ngũ sát thần, có lẽ bàn về pháp lực. Hai bên chênh lệch không xa, nhưng ngũ sát là thần hộ pháp của nhà họ Hồ. Nhà họ Hồ muốn trục xuất liền trục xuất, muốn giết liền giết. Mà Quan Châu phủ quân thân phận ở đây, Trấn Túy phủ có quyền thế như thế nào thì cũng không có lý do gì ngó lơ mệnh lệnh của hoàng đế, trực tiếp đến bắt người như vậy. Người kia như thế nào tránh thoát uy áp của thiên mệnh tướng quân, bọn họ còn chưa nghĩ ra, nhưng lúc này lại công khai cản trở. Thế nhưng theo bọn hắn cao giọng quát, ngoài thành, trong Trấn Túy phủ, bóng người trên sảnh đường bỗng nhiên cười lạnh, cái gì ngự phong, kia tính là thứ gì? Uổng cho các ngươi hao tâm tổn trí, nghĩ ra cách thức độc ác như vậy để tính kế ta, nhưng đáng tiếc, ngay từ đầu các ngươi đã tính sai rồi. Hôm nay, ta phải nên để các ngươi hiểu rõ, Trấn Túy phủ, rốt cuộc là cái gì? Vừa dứt lời, bóng người kia bỗng nhiên đứng thẳng dậy, giơ cao Trấn Túy kích kim giản trong tay. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1147, Phá Thần Phạt Miếu, Hủy Kim Thân, 1. Cầm trong tay Trấn Túy kích kim giản, thiên hạ này không chỗ nào là không thể đánh. Từ khi cầm được thanh giản này ở thôn Thạch Hạp Tử, Hồ Ma đã luôn trăn trở không biết nên giáng xuống đầu kẻ nào, giờ đây rốt cuộc đã hiểu, chính lúc này là thích hợp nhất. Một bước bước ra, tu vi nhập phủ, bốn trụ đạo hạnh đều không chút giữ lại thi triển ra, nhưng đối với Trấn Túy kích kim giản này mà nói, vẫn là quá ít, Trấn Túy kích kim giản vẫn là quá nặng, nặng đến mức chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên được. Nhưng khi trong lòng hắn dâng lên ý chí kiên định, biết mình muốn đánh ai, lại vì ai mà đánh, thanh giản này liền được hắn giơ lên. Không chỉ giơ lên, mà dường như toàn bộ âm phong sát khí cuồn cuộn trong Trấn Túy phủ đều ra chỉ lên thanh giản này. Sức nặng của thanh giản này đã gần như vượt quá nhận thức của Hồ Ma lúc này về bản lĩnh và nhãn lực. Sau đó, hắn cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Minh Châu Thành, giơ cao thanh giản lên rồi hung hăng giáng xuống, như muốn nghiền nát cả gương mặt kinh hãi của những người họ hàng xa kia. Các ngươi tính toán đủ đường, chỗ dựa chẳng qua là vì tự cho rằng mình hiểu rõ Trấn Túy phủ hơn ta, hiểu rõ kích kim giản hơn ta, nhưng các ngươi đã sai rồi. Bên cạnh ta thật sự không có ai hiểu rõ Trấn Túy phủ, ngay cả bà trước khi rời đi cũng chưa từng kể cho ta nghe chuyện cũ của Trấn Túy phủ. Nhưng đó là bởi vì bà biết không cần phải nói cho ta những chuyện này nữa, tự ta có cách hiểu rõ. Ngay từ khi tiếp nhận Trấn Túy kích kim giản, ta đã hiểu được rất nhiều chuyện từ thanh giản này. Cũng nhìn thấy rất nhiều người có ảnh hưởng đến thanh giản này, có liên quan đến thanh giản này, đủ loại người, đủ loại tính cách,
nhưng lại không có hoàng đế mà các ngươi nói. Trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước ở Tuyệt Hậu Thôn, khi chính thức tiếp nhận thanh giản này, đã xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Hắn nhìn thấy ở nơi giống như Kim Loan Điện, có người ban tặng cây trấn túy kích kim giản này, tiếp nhận thanh giản này, liền phải có dũng khí đánh quỷ trừ tà, phá thần phạt miếu, thậm chí là bảo vệ quy tắc âm dương. Từ lúc đó, Hồ Ma đã biết được trách nhiệm của trấn túy phủ, cũng hiểu rõ gánh nặng khi cầm thanh giản này, nhưng hắn lại không thể nhìn rõ dung mạo của người ban tặng thanh giản, nhưng lại biết rõ một điều. Người đó tuyệt đối không phải hoàng đế. Chính vì hiểu rõ điều này, cho nên khi nhìn thấy đối phương muốn dùng hoàng quyền để đối phó với mình, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười. Lai lịch trước đây của trấn túy phủ, hắn cũng không rõ lắm, có lẽ trước đây thật sự từng bị hoàng đế sai khiến. Nhưng hoàng đế đã bị lột ra 20 năm, cũng từ 20 năm trước, khi thanh giản này được ban tặng xuống, trấn túy phủ đã không còn như trước nữa. Hắn cảm nhận sức nặng của kích kim giản trong tay, nhịn không được cười nhạo những kẻ trong thành, những kẻ tự cho mình là đúng. Là chính thống như các ngươi, tầm nhìn rốt cuộc vẫn quá hạn hẹp, đến lúc này rồi mà vẫn còn bám víu vào cái gọi là hoàng đế. Chỉ là, các ngươi nhìn xem, trong mười họ còn ai thật sự coi hoàng đế ra? Gì? Giữa dòng suy nghĩ miên man, cây kích kim giản được hắn giơ lên bỗng nhiên giáng xuống, rõ ràng thanh giản này chỉ được cầm trong tay. Nhưng một khi đã giáng xuống, chỉ nghe thấy âm phong gào thét, động tĩnh như trời long đất lở. Ù! Trong Minh Châu Thành, tất cả cửa sổ đang đóng chặt đều bị gió mạnh thổi tung, gió cuốn mây tàn. Trong vô số ngôi nhà ở Minh Châu này, không biết ẩn giấu bao nhiêu tinh quái âm hồn, hoặc là đang làm hại người, hoặc là được người khác nuôi dưỡng với mục đích xấu. Những tinh quái này, lúc Quan Châu phủ quân được mời đến đều không thể phát hiện ra, ẩn nấp cực kỳ kỹ lưỡng. Vậy mà dưới một kích của kích kim giản từ xa, khắp nơi đều vang lên những tiếng động thê lương tuyệt vọng. Có người kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cái bình hoa mà đêm đến sẽ chui ra yêu hồ trên bàn thờ nhà mình bỗng nhiên vỡ tan. Có người cảm thấy trong lòng trống rỗng, oan hồn đã đeo bám mình bấy lâu nay bỗng nhiên tiêu tan. Có nhà nuôi một con chó, luôn dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, lúc này, khi gió mạnh nổi lên từ ngoài thành ùa vào, bỗng nhiên nhìn thấy từ trong tai con chó chui ra một bóng hình nhỏ bé, chính là hình dáng kẻ thù của mình. Cũng có nhà thờ cúng bài vị tổ tiên 3-4 năm, khi cùng phong ập đến, bỗng nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành. Trong tai vang lên tiếng cầu xin đau khổ, lúc này mới biết bài vị tổ tiên nhà mình đã thờ cúng nhầm, bị người khác ăn không mất năm hương hỏa. Những chuyện này đều không phải Hồ Ma cố ý làm, hắn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của những thứ này. Chỉ là vì kích kim giản đánh về phía Minh Châu Thành, cho nên những tinh quái oan hồn ẩn nấp trong thành, vi phạm quy tắc âm dương trật tự, đều bị đánh trúng. Nơi nào có trấn túy kích kim giản, quỷ thần hay người sống đều phải tuân theo quy tắc. Cùng lúc đó, khi cùng phong tràn ngập toàn thành, những tiếng động kỳ lạ liên tiếp vang lên ở trung tâm thành, trên tòa nhà cao tầng kia. Hồ Gia Tứ Gia đang quỳ một gối, tay bưng lấy danh thiếp ngự ban kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đầu óc vang lên ong ong. Ông ta trừng to mắt, chỉ thấy thánh chỉ mình đang cầm trong tay bỗng nhiên vỡ tan tành, biến thành tro bụi. Chương 1148, phá thần phạt miếu, hủy kim thân, 2. Ngay cả hoàng khí còn sót lại trên người Thiên Mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa đang ngơ ngác ngoài kia cũng bị ảnh hưởng bởi dư âm của một kích này mà tan biến. Cũng chính vì cái gọi là hoàng khí này tiêu tan, ánh mắt hắn ta bỗng nhiên trở nên sáng rõ, trong nháy mắt đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn ta ngẩng phất đầu, nhìn về phía bóng lưng thần bí đang cầm giản giáng xuống kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ kính sợ từ tận đáy lòng. Mà khi kính sợ xuất hiện, kiêu ngạo trong lòng cũng biến mất, thay vào đó là sự hối hận tràn ngập trái tim. Đác! Theo sau thánh chỉ trong tay Hồ Gia Tứ Gia vỡ vụn, tấm vải đỏ mà Hồ Nhị Gia dùng để che tượng đất cũng bị cuồng phong xé rách, ngay sau đó, tượng đất kia không thể chống đỡ nổi một lúc, bỗng nhiên sụp đổ. 8. Giữa những mảnh vỡ bắn tung tóe của tượng đất, trong tai mơ hồ nghe thấy có tiếng gầm lên giận dữ, một tia chân linh của Quan Châu phủ quân ẩn giấu bên trong lập tức thoát ra ngoài. Dù sao cũng là phủ quân một phủ, hưởng hương hỏa mấy trăm năm, giờ phút này hiện ra pháp tướng, to lớn vô cùng, gần như che khuất cả chiến trường. Khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, đặc biệt là những ngạ quỷ đến từ Quan Châu, giống như con rối gỗ, ngửa đầu lên một cách đờ đẫn. Pháp lực của Quan Châu phủ quân này vô cùng lớn mạnh, che trời lấp đất,
nhưng một tia chân linh lại đang nhanh chóng bỏ chạy. Quan Châu ở xa xôi kia đã sớm hoang phế, nhưng khắp nơi vẫn còn miếu thờ của vị Quan Châu phủ quân này. Thậm chí ở những nơi càng hoang vu nghèo đói, hương hỏa trong miếu thờ của vị phủ quân càng hưng thịnh. Mà trong số đó, có một ngôi miếu lớn nhất trong đại điện lại dựng thẳng một pho tượng kim thân, hơn nữa là do hoàng đế 200 năm trước dựng nên, hương hỏa luôn luôn thịnh vượng. Đương nhiên, cũng bởi vì nơi đó hoang phế nhanh chóng, có tiền cũng không mua được lương thực, thêm vào đó, Quan Châu phủ quân có âm binh bảo vệ. Đối với dân chúng Quan Châu mà nói, uy nghiêm đã được tích lũy từ lâu, cho nên lớp vàng trên pho tượng này mới không bị những người chết đói bóc ra bán lấy tiền. Mà lúc này, theo sự chạy trốn vội vàng của vị Quan Châu phủ quân này, kim thân trong miếu cũng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, biến thành một đám mây vàng, chống lại một kích này. Bên dưới đám mây vàng, trên người lại có một vệt đen, nhanh chóng chui xuống đất, muốn chạy trốn vào âm phủ để né tránh trách nhiệm. Mượn ngạ quỷ ngẩng đầu để chống lại một kích này, phân tán pháp lực, che giấu thiên địa khí cơ, rồi chạy về Quan Châu. Mượn kim thân được hoàng đế ban tặng để chống lại một kích này, lén lút chạy trốn vào âm phủ, giấu đi chân linh. Vị Quan Châu phủ quân này đã làm tất cả những gì có thể làm lúc này. Nhưng đối với Hồ Ma mà nói, chỉ cần giáng thanh giản trong tay xuống là được. Từ khi hắn vung giản lên, cũng đồng nghĩa với việc đã dọa cho Quan Châu phủ quân được mời đến trên đàn tế kia bỏ chạy. Trong giới môn đạo, đây chính là đã thắng trong cuộc chiến pháp thuật. Nhưng dọa chạy thì tính là gì? Ta phải đánh chết ngươi. Rắc. Động tác dứt khoát lưu loát, bởi vì giáng xuống quá nhanh, thậm chí còn tạo ra tiếng gió rít gào, mặt đất bị đập ra một hố sâu. Cũng trong khoảnh khắc hố sâu này xuất hiện, đám mây đen âm u trên bầu trời do pháp lực của Quan Châu phủ quân kia tụ tập bỗng nhiên tách ra làm đôi. Ánh nắng chói chang đột ngột chiếu xuống mặt đất, lúc này người ta mới nhận ra, thì ra trời đã sáng từ lâu rồi. Ngay sau đó, những ngạ quỷ bị ảnh hưởng bởi Quan Châu phủ quân, ngẩng đầu lên một cách đờ đẫn, đều như bị rút hết sức lực, ngã vật xuống đất. Vẻ mặt rừng rưng biến mất, có con thì ngơ ngác, có con thì đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, ôm ngực, lấy trán chạm đất khóc lóc thảm thiết, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã biến trở lại thành người sống. Mà ở Quan Châu, tất cả miếu thờ của Quan Châu phủ quân đều như bị sét đánh vô hình, trong nháy mắt sụp đổ, tượng thần bên trong, dù là tượng đất hay kim thân, đều vỡ tan tành, linh tính biến mất. Chân linh của Quan Châu phủ quân kia định chạy trốn vào âm phủ, vừa chạm đất, liền cảm thấy mặt đất cứng như sắt, Quan Châu phủ quân kinh hãi ngẩng đầu lên. Ngay cả uế khí trên người cũng tỏa ra cảm xúc kinh hoàng dị thường, không cam lòng, phẫn nộ, điên cuồng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn uy lực cuồn cuộn giáng xuống. Nghiền nát vị phủ quân này thành từng mảnh, nghiền thành cho bụi, sau đó tan biến vào hư vô, không chỉ là Quan Châu phủ quân, mà cả uế khí trên người, tất cả đều bị quét sạch sẽ, vào khoảnh khắc này, hoàn toàn biến mất. Theo sự biến mất hoàn toàn của Quan Châu phủ quân, Quan Châu kia bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang, giống như động đất. Hạ tháp xuống một chút, hoặc có thể nói là trọng lượng đột nhiên tăng lên, cho nên rơi xuống đột ngột, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang. Quan Châu vốn đã khô hạn nhiều năm, hoang vu vắng vẻ, gần như không còn sinh khí. Vậy mà lúc này lại đột nhiên đổ mưa như chút nước. Thiên địa vào khoảnh khắc này trở nên tĩnh lặng, một giản này giáng xuống, dường như đã đánh tan tâm can của vô số người. Ngay cả ở hướng Lão Âm Son, cũng có người đứng dậy từ trên gốc cây, im lặng nhìn một giản này. Trên mặt không biết là biểu cảm tiếc nuối hay là an ủi, ta đã từng hỏi, một giản đầu tiên này, nên đánh vào đầu kẻ nào? Hoặc là đánh một người có địa vị, hoặc là đánh một kẻ tàn nhẫn, nhưng hắn lại nói, nhất định phải đánh vào một người đủ vang dội. Giờ phút này một giản này giáng xuống, đủ nặng, đánh cho kim thân Quan Châu phủ quân kia vỡ vụn, 200 năm hương hỏa khí vận tan thành mây khói, đánh cho Quan Châu kia quay về nhân gian. Cũng đủ tàn nhẫn, đường đường là một phủ quân, hồn phi phách tán, ngay cả lão tổ tông nhà họ Mạnh cũng không bảo vệ nổi, cảnh tỉnh cho người đời. Quan trọng nhất là, đánh đủ vang dội. Ông ta nhịn không được cười ha hả, những kẻ vẫn còn tin vào hoàng mệnh, nên tỉnh táo lại rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1149, Đại Công Tử Nhà Họ Mạnh 1. Chết rồi,
là nhà họ Mạnh gạt người, thiên mệnh đã sớm không còn ở Thượng Kinh nữa rồi, chúng ta bị lừa suốt 20 năm. Trong mắt những người trong giới môn đạo, Hồ Ma giơ giản đập xuống, đánh nát kim thân Quan Châu phủ quân, đánh thức ngạ quỷ, nhưng lại không biết, lúc này điều đáng sợ nhất chính là một đám người bị đánh thức khỏi giấc mộng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Quan Châu phủ quân, kim thân vỡ vụn khắp thiên hạ, các gia tộc lớn, dị nhân trong môn đạo, đại quỷ yêu tà. Vào lúc thanh giản này giáng xuống, đều như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đột nhiên dùng mình một cái, sâu trong linh hồn dâng lên nỗi sợ hãi lạnh lẽo. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Quan Châu, cảm nhận được biến động từ nơi đó, phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Ngay sau đó là kinh hoàng và phẫn nộ, tiên hoàng bị lột ra, nhưng thiên hạ này vẫn lấy họ Di làm tôn, đều biết hoàng tộc họ Di không còn huyết mạch. Tân hoàng nhất định sẽ xuất hiện, nhưng người trong thiên hạ vẫn cho rằng 20 năm nay, khí vận vẫn thuộc về họ Di. Vậy mà có ai ngờ, đây lại là một trò lừa bịp. Trấn Túy Phủ 20 năm trước đã ẩn mình, nay lại tái xuất giang hồ, việc đầu tiên là đánh phủ thần do Thượng Kinh ban lệnh, điều này có nghĩa là, từ 20 năm trước, Trấn Túy Phủ đã không còn bị hoàng quyền ràng buộc nữa. Chẳng trách mười họ lại trấn áp những kẻ nổi loạn khắp nơi, chẳng lẽ là vì lo lắng có người giành mất thiên mệnh. Năng lực của một giản này, sao? Sao lại bá đạo, bất chấp lý lẽ như vậy? Theo sau một giản của Hồ Ma, trong ngoài Minh Châu Thành, thậm chí là vô số thần quỷ quỷ trên thế gian này đều bị dọa sợ. Mà những kẻ hoảng sợ và khó hiểu nhất chính là người nhà họ Hồ, bọn họ thất thanh kêu lên, tân hoàng còn chưa được chọn ra, vậy thì khí vận thiên hạ vẫn còn ở trên người cựu hoàng. Nhưng hắn sao có thể không thèm đếm xỉa đến hoàng mệnh? Hồ Ma biết lý do, nhưng cũng biết đây là bí mật sâu xa của Trấn Túy Phủ, không thể tiết lộ, cũng không muốn giải thích với bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể khó hiểu. Chuyện này rất đơn giản. Nhưng giữa những tiếng kinh hãi của bọn họ, lại nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng thở dài nhàn nhạt, bọn họ vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi mặc áo xanh. Trên mặt mang theo nụ cười nửa miệng, khẽ thở dài, điều này chứng tỏ, Thanh Nguyên Hồ gia các ngươi, hoàn toàn hiểu lầm về Trấn Túy Phủ, hơn nữa còn hiểu lầm một cách thái quá. Chỉ là, đâu chỉ có mình các ngươi hiểu lầm. Khi hắn ta ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy sự phẫn hận đang cuộn trào trong mắt hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói, ngay cả Mạnh gia chúng ta cũng đã nhận định sai lầm. Là quốc sư, là ông ta đã lừa gạt tất cả chúng ta. Hắn ta chậm rãi nói, dường như ngay cả biểu cảm cũng trở nên vặn vẹo, thậm chí là sợ hãi. Chẳng trách Trấn Túy Phủ phải bị che giấu 20 năm, chẳng trách quốc sư tiếp nhận di mệnh của tiên hoàng cũng phải ẩn mình. Chẳng trách chỉ họ Hồ này, có phúc lớn không hưởng, lại thà mạo hiểm đoạn tuyệt huyết mạch, linh hồn bị nghiền nát, cũng phải có chấp tiếp nhận Trần Túy giản này. Thứ lợi khí như vậy, lại mất đi sự kiềm chế của hoàng mệnh, ai biết được, sẽ gây ra hậu quả gì. Nhìn thấy người này xuất hiện, ba vị tộc thúc nhà họ Hồ đang kinh ngạc, vốn dĩ đã hơi yên tâm. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong, sắc mặt lại càng thêm kinh ngạc, run rẩy nói, Mạnh gia thế điệt, những lời ngươi vừa nói là có ý gì? Vị công tử trẻ tuổi kia lại im lặng hỏi lâu, dường như đang cố gắng tiêu hóa hết phẫn nộ và vặn vẹo trên mặt, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía Hồ gia nhị gia, nói, nhị thúc yên tâm, ta là phụng mệnh trưởng bối mà đến, lời nói cũng có trọng lượng, lần này đấu đá, tuy là chúng ta thua, nhưng cũng không phải là lỗi của chúng ta. Nói là thua, kỳ thực chúng ta cũng không phải thua hắn, mà là thua ngay từ lúc bắt đầu. Bất quá, đã thua rồi, những gì Mạnh gia đã đáp ứng, tuy không dễ làm, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ thay các ngươi cầu xin, sẽ không để hắn làm quá đáng như vậy, ít nhất cũng để cho các ngươi bình an trở về. Quá đáng? Nghe hắn nói vậy, ba vị tộc thúc nhà họ Hồ, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng có chút không kìm chế được. Trên mặt lóe lên vẻ phẫn uất, chuyện này tốn bao nhiêu tâm huyết, ngươi chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng là muốn cho qua như vậy. Chúng ta mới là người họ Hồ, vậy mà lại cần Mạnh gia ngươi đến cầu xin. Trong lòng vừa ức chế vừa nóng nảy, nhưng liên tiếp phải chịu những cú sốc lớn như vậy, cũng không biết nói gì hơn. Còn vị công tử trẻ tuổi mặc áo xanh kia, sau khi nói xong, liền xách tà áo, chậm rãi bước lên tường thành Minh Châu, đứng từ trên cao nhìn xuống chiến trường hỗn loạn bên dưới, thở dài một tiếng, khẽ vỗ tay. Trấn Túy Phủ, Trấn Túy Giản, quả nhiên là vật nặng nề. Chương 1150, Đại Công Tử Nhà Họ Mạnh,
2. Lúc này, bên ngoài thành Minh Châu, trời đã sáng rõ, ngạ quỷ sóng lại, chém giết cũng đã dừng lại, nhưng thi thể không đầu, máu chảy thành sông trên chiến trường vẫn khiến người ta kinh hãi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía vị quý nhân đã giáng xuống một giản khiến trời đất biến sắc kia, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không dám nói. Mà dưới ánh mắt của mọi người, Hồ Ma cũng đang cúi đầu nhìn Trần Túy kích kim giản trong tay, cảm nhận trọng lượng nặng tíu kia, trong phút chốc, dường như ngay cả dũng khí nhắc nó lên lần nữa cũng không còn. Thanh giản này tuyệt đối không phải là vật của riêng Hồ gia, nhưng quả trên đó cũng tuyệt đối không phải chỉ có bản gia của Tẩu Quỷ Môn Đạo có thể gánh vác. Bản thân hắn là người chuyển sinh, vốn đã bị những vấn đề do người chuyển sinh đời trước để lại đè nặng, giờ đây lại như đè thêm một gánh nặng lớn hơn. Nhưng mà, đây có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Đang suy nghĩ, từ phía Minh Châu Thành bỗng nhiên vang lên tiếng kèn trống thê lương, hai hàng cờ trắng song song kéo ra khỏi thành, phía dưới cờ đều là những bóng đen cao gầy, không nhìn rõ hình dạng. Mà ở giữa hai hàng cờ, lại không có kiệu, chỉ có một thanh niên, mặc áo xanh, chắp tay sau lưng, thong dong bước đi, trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi nhưng thực chất lại rất nhanh, đi đến trước mặt mọi người. Cho dù là những ngạ quỷ kia đã tỉnh lại, hay là quân đội đang dàn trận bên cạnh, đều cảm nhận được một luồng âm lãnh quỷ dị. Quỷ hồn yêu quái thường lợi dụng đêm tối để hại người, nhưng dưới những lá cờ trắng này, ban ngày ban mặt lại toát ra hơi lạnh khiến người ta kinh hãi. Thế huynh, hữu lễ. Ngay khi mọi người trong lòng đồng thời run rẩy, không biết sắp xảy ra chuyện gì, thì thấy vị công tử áo xanh kia đi tới trước mặt vị quý nhân đang cầm giản, cách 10 trượng, đột nhiên dừng bước. Trên mặt tràn đầy nụ cười, chắp tay từ xa, cúi đầu chào, nói, 20 năm trôi qua, Trấn Túy Phủ lại xuất hiện trên thế gian. Hồ gia thế huynh quả là người có phong thái hơn người, đảm phách hơn người, hậu bối của Mạnh gia, Mạnh Tư Lượng, đến đây chúc mừng thế huynh. Do sắc mặt hắn ta trắng bệch, dường như ngày thường rất ít khi ra ngoài phơi nắng, cho nên trông có vẻ trẻ hơn một chút. Nhưng khí chất toát ra từ giữa hai hàng lông mày lại có thể nhìn ra được đã gần 30 tuổi, lúc này đối mặt với Hồ Ma, vậy mà lại gọi một tiếng thế huynh, vô cùng thân thiết. Chỉ là, hắn ta khách khí thì khách khí, nhưng những người xung quanh, có không ít người nghe hắn ta tự xưng lai lịch, lại gọi vị quý nhân này là thế huynh, trong lòng liền thịch một tiếng, cái này. Không phải là Mạnh gia kia chứ. Ngày thường những người cao cao tại thượng như vậy, một người cũng không thấy, sao hôm nay lại gặp được hai người. Rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi. Nhìn thấy vị công tử áo xanh này xuất hiện, Hồ Ma thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã sớm biết người nhà họ Mạnh đứng sau chuyện này. Chỉ là không biết bọn họ khi nào xuất hiện, thậm chí có xuất hiện hay không, giờ phút này trong lòng ngược lại cảm thấy yên tâm. Hắn cũng đang đánh giá vị Mạnh gia đại công tử này, hơn nữa còn đánh giá rất kỹ lưỡng, nhưng cũng giống như việc bản thân bị pháp đàn che khuất dung mạo. Không ai có thể nhìn rõ, người này cũng có điểm kỳ quái, lúc đầu nhìn vào, dường như đã nhìn rõ dung mạo của hắn ta, nhưng vừa chớp mắt một cái, lại quên mất. Xem ra, 10 họ đều có cách phòng bị, đặc biệt là trong trường hợp công khai lộ diện như thế này, sẽ không dễ dàng để lộ dung mạo, để tránh bị người khác dùng tà thuật hãm hại. Vì vậy, đối mặt với gương mặt ôn hòa của đối phương, Hồ Ma cũng nở nụ cười, gật đầu với hắn ta một cách nhiệt tình và thân thiện, nói, Mạnh huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta ít khi rời khỏi Lão Âm Sơn, nhưng cũng nghe nói đến chuyện của Mạnh gia không ít, đang định tìm thời gian đến Mạnh gia bái phỏng. Không ngờ lại gặp được ở đây, không biết Mạnh huynh có thân phận như vậy, lại bị ngọn gió nào thổi đến đây. Dễ nói, Mạnh gia đại công tử kia dường như cũng có chút bất ngờ trước sự khách sáo của Hồ Ma. Cười càng thêm thân thiết, nói, chỉ là phụng mệnh trưởng bối đi khắp nơi, xem xét nỗi khổ của dân chúng mà thôi. Mạnh gia chúng ta, từ trước đến nay luôn lo cho thiên hạ, đi đến đâu, đều trừ gian diệt tà. Hôm nay vừa đến Minh Châu, lại thấy âm dương hỗn loạn, tinh quái hại người, quỷ thần vô chủ, không tuân theo pháp độ. Người sống chết oan uổng, chuyện gì cũng có, vốn nên ra tay can thiệp, nào ngờ lại gặp được thế huynh ở đây. Thấy thế huynh ra tay, một giản đánh chết Quan Châu phủ quân, uy phong lẫm liệt, thật đáng khâm phục, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu, trước đó thế huynh ban bố thất sát lệnh, phá hỏng quy củ. Hắn ta dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Hồ Ma, cười nói, chẳng lẽ không sợ từ nơi sâu xa có quỷ thần nhìn thấy, sớm muộn gì cũng tìm đến tính sổ. Hồ Ma giơ Trấn Túy kích kim giản trong tay lên,
Mạnh gia đại công tử đối diện lập tức biến sắc. Sau đó, liền nghe Hồ Ma cười nói, âm ti tội nghiệt. Ta cũng luôn tin vào điều này, cho nên không dám làm chuyện trái với lương tâm, bây giờ ngược lại có chút mong chờ, không biết những quỷ thần kia khi nào thì đến tìm ta tính sổ. Vị Mạnh gia đại công tử kia cười gượng gạo, nói, người thường đều có tam hồn, tội nghiệt nhân quả đều ghi chép rõ ràng. Lúc hồn lìa khỏi xác, liền vào âm phủ cân đo thiện ác, một ly một tí đều không thể trốn thoát. Như vậy thì tốt quá. Hồ Ma mỉm cười, nắm chặt chấn tà kích kim giản trong tay, nói, vừa hay muốn mời Thế Huynh đến đây làm chứng cho ta. Thấy phản ứng của hắn không đúng, Mạnh gia đại công tử trầm giọng hỏi, làm chứng chuyện gì? Hồ Ma cười với hắn ta, chậm rãi buông chấn túy kích kim giản trong tay ra, mũi giản chạm đất, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay cả những lá cờ trắng phía sau Mạnh gia đại công tử cũng run lên, những bóng đen cao gầy phía dưới cờ cũng loạng choạng suýt ngã. Mà Hồ Ma thì vung tay áo, xung quanh mơ hồ, ẩn hiện như đang ở trên cao đường, lạnh lùng nói, giúp ta làm chứng, xem thử cái gọi là thiên địa quỷ thần kia có dám định tội ta hay không. Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.